Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ hai 11 tháng 12. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và những ngày đầu tuần công việc gặp nhiều thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Hôm nay em đem một ít hàng mồi thuốc cà lem canh chuối để giao lưu với anh em. Cách giao dịch của bên em nhé là một chứng khoán đủ free ship 2 code cộng giùm em 100k giá trị với 1 triệu cộng 200k giá trị cho 1 triệu giùm em và phí code anh em 10 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gọi Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, mong anh em thông cảm. Và phí ship code anh em nhận hàng thì thanh toán với shipper luôn. Em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi, em xin giới thiệu tới anh em luôn nha. Đầu tiên em lên mấy con mồi thuốc. Đây, một con nó mạ đen kiểu sapphire nhưng mà nó phôi phai. Đây nó có ăn mòn ốc vít sản xuất 2005. Con này xước phôi phai, nó nói chung nói ngoại hình nó sơ, nó không có đẹp, nói rõ là nó xấu luôn. Nó có dạng này là dạng xước đây nè. Nó dạng xước, nó khắp hai mặt luôn. Con này thì em đã thay lưỡi gà nha. Ruột trùng 5. Con này đã thay lưỡi gà nha anh em. Rồi chỉ có thay lưỡi gà thôi, là bánh xe cam đầu là nguyên xi. Số 2 là một con HB các ăn mòn xin hãng chủ đề về đảo Saipan. Con này sản xuất năm 90 con rồi. Mắt con này dạo này yếu quá. 90 à. Nó còn cái mọc giữa kiểu 8889 thôi nè. Chất lượng của nó cũng vẫn như vậy này, vậy lề lối đẹp, cũng có cấn nhẹ và xước ha anh em, có cấn nhẹ và xước. Con này thì chưa sửa chữa và mọc nó bị xước mờ ha. Thuộc là mã xước mờ. Năm hay đánh bé chưa sửa chữa nha anh em. Thank you.
do mất emblem nắp, nó khá ăn mòn zin hãng, và emblem của emblem cá bị tín đồ âm thanh tháo gỡ rồi. Con này là mạ anti-wear silver. Cái vỏ con này nó khá là đẹp, keo rồi nó còn y nguyên, lề lối đẹp. Vỏ con này không cấn mớp luôn, và cái màu của nó cũng khá là mới. Màu của nó đẹp nhưng mà nó bị mất emblem anh em ạ. Con này chưa sửa chữa luôn, ruột lệch 96 nha anh em, ruột lệch 96 ha, vỏ 95 ruột lệch 96, chưa sửa chữa. Tình trạng vỏ nó khá đẹp nhưng mà nó bị mất cái đẹp trên nha. Tháo luôn cái phần dưới ra để cho nó cái kiểu cắt hình ăn mòn kiểu con cá. Rồi em lên mã số 4 là một con khác ăn mòn chủ đề con dấu của Hawaii, con dấu của đảo Hawaii, được sản xuất năm 93, có cấn nhẹ ha. Con này là xả rơm nha anh em, lề lối đẹp. Con này nó có cấn dâm nhẹ. Con này em chỉ spa bằng tay thôi, mình lên máy thì xử lý mấy cái đó là được. Thật sao nó cũng hơi cấn nhẹ. Con này là ruột vàng luôn á, nhưng mà nó phôi phai rồi nha anh em. Con này là ruột vàng luôn á, ruột vàng 93 luôn ha, rõ luôn, nhưng mà nó phôi phai nha. Chưa sửa chữa. Con này xả rơm nha anh em, ruột vàng 93 mà nó phơi phai nữa thành ra trắng luôn. Mã số 4. Năm 30. Rồi em có một cái vỏ slim xưa nè. Anh em nào dư ruột slim xưa mua cái vỏ này về chơi cũng khá là hay. Vỏ này năm 69. Cái vỏ này nó là cái chưa xử lý cái nó chưa qua xi mạ. Nhìn cái lề của nó nè. Và nó để lâu quá nó lên móc meo rồi. Trong nó móc meo nó ten ha. Cái này là cái vết em cạo cạo của nó, náo của nó ra. Lề lối nè. Nắp chưa có dấu hiệu là sử dụng. Nó không có xước mà nè. Vỏ này vỏ slim xưa. Và cái đồng của nó là chưa qua xử lý. Con này chắc có lẽ là nó để nó bị lỗi nên hãng nó để tồn kho, sao mà ai châm chĩa là được bán. Ở ngoài thị trường hiện tại là bây giờ nó khá là nhiều luôn á, cái loại này
em mua về cái em xem thử. Ở bên trong nó là nó hầu như là chưa có cạ nè em thấy không, và nó lên ten theo thời gian. Để con này chơi là cũng hay lắm á, có lý lắm á, lề nó nè, em thấy cái độ lề của nó là không có hao mòn gì luôn á. Đây nó bị lỗi nó, nó có té không sử dụng mà nó có cấn. Bây giờ cái thằng nắp em thấy nó không có cạ nè, đây cũng không có cạ gì luôn nè, anh em thấy không, đây mới chùi nha, thấy lúc ruột vô thì nó sẽ có vết xước không, mà ở đây em thấy nó không có vết xước luôn á. Anh em thấy không, không thấy có vết xước gì luôn. Có cái ruột này anh em, ủa cái vỏ này anh em chơi thì em để 350. Còn em muốn nguyên con á, tại vì cái vỏ này em thấy nó là dạng nó kiểu chưa sử dụng nè, nó không có vết xước, không hề có vết xước nè, nó ở dưới thân dưới luôn, bởi vì em không có ráp ruột vô. Ở đây anh em muốn mua vỏ thì một cái vỏ này là 350 chứ, 350, vỏ là 350 ha. Còn muốn ráp ruột thì em kiếm một cái ruột niêu, em có sẵn một cái ruột niêu và để em lấy cho anh em xem. Mã số 5 đi. 350 là vỏ nha anh em. Này có dư ruột thì anh em mua về anh em gắn vô để thay đổi. Chơi nguyên con. Đây có một cái ruột chưa qua sử dụng luôn nha. Tại cái này nó là mình đút vô là nó có xước ha. Tán nè. Tán này còn xanh luôn. Bớt bọt luôn ha. Rút ra rút vô. Anh em muốn chơi nguyên ráp vô nguyên con á thì cái ruột xưa này là 4 sĩ. Thành ra con nguyên con zip là 7 sĩ rưỡi á. Còn không anh em có ruột thì anh em mua về anh em chỉ gắn ruột ấy vô thôi. Còn ráp thêm cái ruột vô nữa thì 4 sĩ. Lòi xéo 89 xả rơm nha anh em, lề lối đẹp. Con này thì gốc canh gẹp. Con này là xả rơm nha anh em. Lề lối đẹp ha. 89.
chưa sửa chữa, chỉ là xả rơm thôi. Con này hụt hờ dữ vậy. Lưỡi gà chưa bắt cạnh nè. Con này là ruột xước mờ. Ruột nó xước vậy ta. Rồi xước thì nó, nhưng mà ruột này nó chuẩn giai đoạn nè anh em. Ruột này đã chuẩn giai đoạn ha. Lưỡi gà chưa bắt cạnh nè. 88, 89. Chưa sửa chữa nha. Xước xác chút xíu thôi, xước xác và phôi phai nhẹ. Bánh bén 66 nha anh em, 66 tổng thể như vậy là khá đẹp luôn á. Ruột nó chuẩn đời nè ha, ruột có bát nè, nguyên xiên chưa sửa chữa. Nó có xước và phôi phai nhẹ nha, nhưng mà tổng thể nó khá là đẹp luôn. 66 giai đoạn gì cầm quơ. Sáu sáu gì là khá đẹp và tổng thể nó rất là đẹp luôn. Rồi em lên một con 68 đẹp nữa. Con 68 này cực đẹp. Qua sử dụng là nó khá đẹp. Đây một con 68. Trơn đơn giản luôn anh em. Từ dòng xưa thì nó cắt chủ đề, mấy làm chủ đề, nó cắt những chủ đề quảng cáo thì nhiều. Trơn thì nó lại được có giá hơn những cái con mà nó gì ta? Khá quảng cáo. Còn ngoài những cái mà cái dòng Việt Nam quơ hay là dòng chiến tranh đó, thì những cái con này là người ta sử dụng khá là nhiều. Lề lối đẹp. Con này qua sử dụng nhưng mà nó rất là đẹp.
hầu như là không cấn mớp luôn. Lớp rơm cũng đẹp luôn. Có xước nha anh em, qua sử dụng nha, nhưng mà nó khá là đẹp luôn á. Chín sáu tám ha. Con bé ruột nó cũng rất là đẹp luôn. Có cả. Đây ruột nè. Và con này nó nhớ đi chặn xăng bông khói anh em, coi bên trong nữa đẹp đi bờ, nó đi bông khói nha anh em, khá đẹp luôn. Cam còn chưa, cam nó ít mòn ha, còn còn 66 thì nó cũng có hao mòn rồi nha anh em. Con 86 thì nó hơi mòn, nhưng mà con có hao mòn, nhưng mà con này nó mòn ít nè. Đồ sử dụng của nó khá ít. Rồi con 86 thì nó cũng là giai đoạn gì, của 68 cũng là giai đoạn gì năm quơ. Anh em để ý những cái dọc vạch đứng á, thì từ 66 cho tới 73 á, là nó rớt vô giai đoạn gì năm quơ. Giá thường nó nhỉnh. Được là những cái con cơn này nè, nhiều anh em thích mua về á để dán emblem quân đội, hoặc là khắc những gửi người ta khắc những chi tiết Việt Nam World lên để chơi. Thường là những cái con này nó những cái con mà trơn rôm phay xước này á, nó khá là giá trị. Rất là đẹp ha. Con này là chưa sửa chữa nha anh em, có thay cốt lề ha. Con này là có thay cốt lề nhưng mà chưa sửa chữa, chưa có những cái linh kiện chính là chưa có sửa chữa thay thế gì ha. Mã số 8. Rồi em lên mã số 9 là một con vỏ bạc thái. Con này là vỏ bạc thái nha anh em, và được chủ đề này là nó dập nổi hết ta, chủ đề nó dập nổi hai mặt, những cái chi tiết này nhìn vô là biết bạc thái liền à. Thì thường chi tiết này nó đi với cái những cái họa tiết này không à. Cái ruột 5963 gửi gà lá lúa bánh xe sổ chị bất bột. Chơi dòng bạc thì như bạc hiện tại bây giờ bạc mấy con Zippo nó cũng khá cao.
Shippo mà bạc đời số bây giờ nó cũng nằm 2.500. Đời số là mã 2.500, 2.700. Con em giao lưu 2.200. Đây là vỏ bạc Thái nha anh em. Vỏ bạc Thái ruột Shippo ha. Anh em lưu ý nha, chứ không phải là Shippo bạc Thái này là gì nha, vỏ của bạc Thái, ruột thì ruột Shippo, nó cũng như kiểu vỏ bạc Ý mà đi ruột Shippo vậy. Rồi em qua một ít con niêu, em có một con La Mã. Chủ đề về cái nguyên hiệu của cái đảo Saipan. Nó giống như cái con này nè, nhưng mà cái cũng là cái Saipan, nhưng mà cái này là nó khác cái hình, cái bản đồ của cái đảo. Xước lông mèo, có xước lông mèo rất là nhẹ. Con này sản xuất năm 98. Con này còn tay em nhanh em. Sức nhẹ thôi, hình như nó là 99,95%. Nói chung con này nó có sức nhẹ, sức tơ nhẹ, rất là nhẹ. Mà nó còn nguyên tem nha anh em. Tem này còn nha. Đây mở, hơi mở ra, nó hơi rách rách đây thôi, nhưng mà nó vẫn còn, chưa có mở ra hết thôi. Con này cũng khá đẹp. Có hộp giấy nha anh em, hộp giấy La Mã,
số 10 900. Nó còn nguyên tem ha. Đây em lên một con này à. Solid brass. Brass guards. Một con tàu chiến, một con tàu sân bay. Sân bay CV62 sản xuất năm 98. Bấm bẩn bẩn này cũng còn nguyên tem luôn nha anh em. Còn nguyên tem mà xé lên nó rất rách nè. CV62. Để em tra cái con tàu này cho anh em. Bút giấy hả? Siêu hàng không mẫu hạm Forrestal chạy bằng năng lượng thông thường, nó là chiếc tàu chiến thứ 5 của Hải quân Mỹ và là chiếc tàu sân bay thứ 2 mang cái tên này. Đây tàu sân bay. Xem nó 64 65 70, nó tham gia chiến tranh Việt Nam nè anh em. Ngày 10 tháng 5 năm 65, Independence khởi hành cho một lượt phục vụ kéo dài 7 tháng tại khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm hơn 100 ngày hoạt động trong biển Đông, ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Là chiếc tàu sân bay đầu tiên của hạm đội Đại Tây Dương làm nhiệm vụ này, nó cũng là chiếc tàu sân bay thứ 5 của Hải quân Hoa Kỳ hoạt động ngoài khơi Việt Nam. Do thành tích phục vụ ra đây từ 5 tháng 6 đến 21 tháng 11, chiếc tàu sân bay của quốc công đoàn tàu sân 37 với thuộc được tặng thưởng danh hiệu đơn vị tưởng thưởng hải quân. Các liên đội không quân của Independence đã tham gia một loạt các đợt không kích phối hợp nhằm đánh phá các tuyến đường tiếp liệu trọng yếu của đối phương ở phía bắc khu vực Hà Nội, Hải Phòng, cũng như những vị trí đặt tên lửa đất đối không S-75 Divina Sam 2.
Tại khu vực này, chiếc tàu sân bay đã tung ra hơn 1.007 phi vụ tấn công xuống miền Bắc Việt Nam trong thời gian này. Đó, anh em lên có thể lên Google gõ cái tên con cái chiếc tàu sân bay này ra, nó tham gia chiến tranh Việt Nam và nó trực tiếp là nó tấn công vào Việt Nam mình luôn. Con này nó chủ đề zin nha anh em, bao anh em nguyên zin. Anh em phát hiện hàng lên á báo em, bên em bao hàng zin cho anh em, zin hãng cho anh em. Còn phát hiện hàng lên á thì em bao nhận đổi trả cho anh em. Mã số 11. Ờ 2000. Cho một con slip rat và một cái chủ đề tàu sân bay ha. Tàu sân bay nhưng mà nó tham gia chiến tranh Việt Nam và nó trực tiếp nó đảm nhiệm cái nhiệm vụ mà tấn công. Rồi em lên một con xưa. Có giấy tờ. M79 chrome phai xước trơn. Chưa qua sử dụng có bút nha anh em. Mặt xa nó có vài xước tơ lông mèo xíu ha. Đây nó vài sợi xước tơ. Còn lại tình trạng nó khá là đẹp nha. Có vài điểm có vài sợi xích tơ ha. Thành nắp và thành buồng đốt chưa có cả xước nha anh em. Gồm hai mặt chữ ha. Tất bột. Cái dòng 79 á thì giá nó sẽ cao hơn cái dòng những cái dòng 7X cùng loại. Thường anh em thấy nó khắc quảng cáo nhiều như những con trơn này nó sẽ cái giá trị của nó cao hơn là những cái con khắc quảng cáo nha anh em. Để anh em, nhiều anh em không biết đó, chưa biết đó, thấy nó có cắt, nó có cắt hình này hình kia lên, nhưng mà thực chất ra những cái hàng xưa đó, thường là nó cắt chủ đề quảng cáo khá là nhiều, và những cái con trơn này đó, nó giá trị cao hơn những cái con đã cắt nha. Nên em cũng em muốn chia sẻ để như vậy nhiều anh em cứ so kiểu so giá đó. Thì giờ anh em thích thử cái cầm một cái con trơn hơn là một cái con cắt quảng cáo hay không, phải chi nó là một cái chủ đề mà nó chủ đề sưu tầm á thì mình không nói, còn chủ đề khách quảng cáo thì những cái năm xưa thì thường những cái công ty của Mỹ sản xuất ở bên Mỹ á, thì họ đặt công ty Zippo làm Zippo và đặt cái tên công ty của họ, nên thường nó sẽ không có giá trị bằng những cái con trơn này. Và gặp con này nó sẽ là con này nó rơi vào năm 79 thì nó sẽ cao giá hơn những cái con 7X khác. Anh em thử đi kiếm, anh em bảo đảm anh em từ cũ cho tới mới mà rớt vô năm 79 là nó cao giá hơn.
Đây, con bút giấy tờ hả? Con này 2.900 nha anh em. 2.900. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn rất là nhiều. Em cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc và an lành. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.